bệnh nhân phi công Anh đã có thể ngồi dậy, tự viết vào bảng. Trong sự phục hồi kỳ diệu, tối ngày 8 tháng 6, bệnh nhân phi công Anh có thể ngồi dậy, thực hiện lệnh của bác sĩ, bấm nút điều chỉnh độ cao của giường. Bệnh nhân 43 tuổi còn tự viết vào bảng và đung đưa được hai chân. Sự tiến triển mà các chuyên gia y tế cũng không thể tin được, chỉ ít ngày sau khi bệnh nhân kề cận tử thần. Nam bệnh nhân phi công ngồi trên giường bệnh, có thể đung đưa cả hai chân một cách dễ dàng theo hiệu lệnh kiểm tra của bác sĩ. Bác sĩ hỗ trợ luyện tập cho nam bệnh nhân dùng một tay trái để đỡ nhẹ vào vị trí cổ, tay phải ra hiệu động tác để bệnh nhân thực hiện thao tác đá chân. Bệnh nhân thực hiện xong, bác sĩ giơ tay làm ký hiệu tốt để khích lệ. Tất cả đều bày tỏ sự tự hào, khâm phục gửi tới đội ngũ y bác sĩ tại Việt Nam khi công tác điều trị cho bệnh nhân 91 của họ đã bước đầu đạt được thành công ngoài sức tưởng tượng. Thành công này có được là nhờ trình độ vững vàng của nhiều bác sĩ từ nhiều bệnh viện trên cả nước, nhờ cả tinh thần nỗ lực, làm việc nghiêm túc, không quản vất vả của cán bộ y tế từ nhiều bộ phận. Ông Lương Ngọc Khuê, Phó trưởng ban điều trị Bộ Y tế cho biết, khi xem những hình ảnh về sự phục hồi của bệnh nhân từ Bệnh viện Chợ Rẫy gửi ra, không chỉ cá nhân ông mà các chuyên gia trong hội đồng chuyên môn đều ngỡ ngàng, không tin bệnh nhân có thể tiến triển nhanh đến thế. Với những người bệnh khác, những bước tiến triển nhỏ về sức khỏe như thế là bình thường, nhưng với bệnh nhân này là một nỗ lực rất lớn, ông nói. Trước đó, Bộ Y tế đã thành lập ban chỉ đạo và tổ chuẩn bị ghép phổi, tổ chăm sóc sau ghép phổi cho bệnh nhân. Tuy nhiên, đến đêm ngày 8 tháng 6, các chuyên gia trong hội đồng chuyên môn cho rằng sự phục hồi này khiến phương án ghép phổi ban đầu nay trở thành